Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên là từ đêm nay 14 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm và có nơi là còn trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Ở các nơi khác ở Bắc Bộ, từ đêm 14 cho đến ngày 16 tháng 6, cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm, với thời gian mưa sẽ tập trung về đêm và sáng. Do mưa dông xuất hiện ngay sau một ngày nắng nóng gai gắt nên là nguy cơ cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng ở nơi trũng thấp. Khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Bình Thuận, ngày mai được dự báo tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm 2024, nhiệt độ trung bình trên địa bàn các tỉnh Trung Bộ sẽ cao hơn từ 1 cho đến 2 độ C và khả năng sẽ xảy ra từ 5 cho đến 7 đợt nắng nóng và kéo dài nhiều ngày hơn so với cùng kỳ năm trước. Nhằm bảo vệ đối tượng thủy sản trong mùa nắng nóng, ngành thủy sản đã khuyến cáo người dân cần phải chủ động các biện pháp quản lý môi trường, phòng chống dịch bệnh cho các đối tượng nuôi. Bà con cũng nên thả giống với mật độ phù hợp và chăm sóc đúng kỹ thuật để hạn chế thiệt hại do nắng nóng và các hiện tượng thời tiết bất thường gây ra. Cũng cần phải sử dụng lưới đen để che phủ 2/3 diện tích mặt ao hoặc cũng có thể thả bèo tây trên mặt ao nuôi để làm chỗ trú nắng cho đối tượng cá nuôi trong ao hồ. Bà con cũng cần phải tăng cường sục khí và quạt nước ở dưới ao, cũng như là sử dụng các chế phẩm vi sinh, men tiêu hóa, vitamin C, chất khoáng, trộn vào thức ăn và vãi trực tiếp xuống ao để tăng sức đề kháng, cải thiện môi trường nước và phòng chống dịch bệnh cho thủy sản. Đặc biệt khi mà có mưa lớn thì sẽ cần phải tiến hành xả nước tầng mặt, tăng cường sục khí, đảo nước, tránh hiện tượng phân tầng gây thiếu oxy tầng đáy và phát sinh khí độc ở trong ao. Tiếp tục với tình hình thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hai khu vực này ngày mai trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo là trong chiều tối các ngày từ 15 cho đến 17 tháng 6, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau cho đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 mét. Dự báo là toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này thì đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi.